Kính thưa tập thể các bố, cô bà, cô dì, chú bác, đông đảo mọi đại gia đình, ai ai cũng đã có kỳ vọng và mơ ước. Hôm nay mơ ước đó đã trở thành hiện thực. Đông đảo ông bà cũng đã xây dựng được một căn nhà khang trang đẹp đẽ như ngày hôm nay. Được một căn nhà khang trang, một mái ấm gia đình hạnh phúc. Đông đảo đàn ông thì xây nhà, đàn bà thì xây tổ ấm. Đông đảo ngôi nhà là tổ ấm, ngôi nhà đã đem trốn bình yên, ngôi nhà đã chứa tình cảm hạnh phúc của gia đình. Khi chúng ta đi làm vất vả vất vả trong cuộc sống, ai cũng trở về ngôi nhà hạnh phúc yêu thương của mình. Hôm nay có một ngôi nhà khang trang đẹp đẽ như ngày hôm nay, sự cố gắng và sự nỗ lực của đại gia đình ông bà và hai em trong những nhiều năm vừa qua. Hôm nay đại gia đình cũng đã chọn được ngày lành tháng tốt, chọn vào ngày 19 tháng 1 năm 2024, tức là ngày 9 tháng 12 năm Quý Mão. Đại tế Tân Giao cũng đã được diễn ra tại bản Khâu Trải 1, xã Mường 1, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Hôm nay sự có mặt đông đủ của toàn thể các bậc các vị khách quý, ban tổ chức không để quý vị chờ lâu hơn nữa, ban tổ chức xin trân trọng tuyên bố đại lễ Tân Gia đại cát của ông bà có bố Đủ Văn Oa, mẹ Lò Thị Giọt, con trai Đủ Văn Thủy, con trâu Lò Thủy Thủy chính thức xin phép được. Oh, man.
dễ chịu, hào hẳn nhất đồng ơi. Chẳng đi lại cái chẳng tiền, hào hẳn nữa ai em đó. Chẳng đi lại cái chẳng tiền phiền đó. Thái trái thứ sống với đất bom em bên ông đó. Xin mời toàn thể cô dì chú bác cho ra những chén kiểu thứ hai. Vui tươi, sôi động hơn nữa.
là chị em của chúng ta rất là xinh gái, múa rất là tuyệt vời đúng không ạ? Một tràng pháo tay thật lớn nữa đi ạ. Thank you.
thử thách 30 ngày luyện tập diễn đạt.